recording. Dạ, xin tội. Đây là chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 12, 2011. Trà My xin kính chào quý vị trong lời chúc Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc. Tàu Việt Nam và 23 thủy thủ bị mất tích trên Biển Đông. Việt Nam nói hình ảnh cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm một ngôi sao là do lỗi kỹ thuật. Bắc Triều Tiên chuẩn bị an táng ông Kim Jong-il. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc tàu chở hàng của Việt Nam cùng với 23 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích từ ngày 25 tháng 12 trong vùng lãnh hải của Philippines trên Biển Đông, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn phối hợp từ quốc tế. Công tác tìm kiếm cứu hộ có sự hỗ trợ của lực lượng Philippines, Đài Loan, Nhật Bản và Hồng Kông. Nhưng tin cho hay, tới chiều ngày 27 tháng 12, không có dấu hiệu nào cho thấy tàu Vinalize Queen đã bị tai nạn. Dù vẫn chưa có tín hiệu hay đầu mối liên lạc nào về con tàu bị mất tích khi đang trên đường vận chuyển trên 54.000 tấn quặng nickel từ cảng Morowali của Indonesia tới cảng Ninh Đức của Trung Quốc. Công ty Vinalize cho biết con tàu Vinalize Queen được chuyển giao cho công ty từ Tập đoàn Hàng hải Việt Nam ngày 5 tháng 12 và được hạ thủy sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra về an toàn hàng hải. Hải quân Việt Nam hôm 25 tháng 12 tiếp nhận hai máy bay trực thăng EC-225 của Pháp do công ty Eurocopter sản xuất. Đây là loại máy bay tầm xa hiện đại, có trọng tải 11 tấn, vận tốc 260 km một giờ, phù hợp với công tác tìm kiếm cứu hộ trên biển. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân Việt Nam Đô đốc Nguyễn Văn Hiển thông báo quyết định thành lập phi đội bay EC-225 thuộc quân chủng Hải quân. Đồng thời cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Hải quân Việt Nam là phải bảo vệ chủ quyền biển đảo và các đặc khu kinh tế của quốc gia. Chính phủ Việt Nam giải thích việc gắn thêm một ngôi sao lên cờ Trung Quốc trong lễ đón tiếp chính thức Phó Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc ở Phủ Chủ tịch tại Hà Nội hôm 21 tháng 12 là một sai sót kỹ thuật. Trong điện thư trả lời Ban Việt ngữ Đài VOA, ông Phạm Hoàng Tùng, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, trích nguyên văn lời của ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục lễ tân nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam công khai trưng cờ Trung Quốc như một ngôi sao. Đài truyền hình của nhà nước ngày 14 tháng 10, khi đưa tin về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh, cũng đã trưng quốc kỳ Trung Quốc với 6 ngôi sao. Chính sách của Hà Nội đối với Bắc Kinh trong vấn đề bảo vệ chủ quyền là nguyên nhân khiến cho dư luận nghi vấn khi thấy cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm một ngôi sao, đặc biệt khi có những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, như phát biểu của nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc với VOA Việt ngữ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi thấy cái việc này cũng là rất không bình thường. Như thế thì cũng đáng suy nghĩ lắm, cũng đáng quan tâm lắm đấy. Chả lẽ là mấy người tuyên truyền của Việt Nam lại không biết cái lá cờ có thêm một ngôi sao sao? Có phải họ định sát nhập với Trung Quốc hay không? Tôi chưa khẳng định. Nhưng mà dù sao, để một cái lá cờ khác với lá cờ Trung Quốc từ trước tới nay cũng là một cái có thể là trêu ngươi hoặc xúc phạm quốc gia. Quốc kỳ chính thức của Trung Quốc chỉ có 5 ngôi sao, gồm một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ, tượng trưng cho 5 sắc tộc chính ở Trung Quốc là Hán, Mãn, Hồi, Mông và Tạng. Việt Nam đứng thứ 112 trên 183 nước trong bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng 2011, theo kết quả khảo sát do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thực hiện, chứng tỏ tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực công tại Việt Nam vẫn còn nghiêm trọng, không có thay đổi đáng kể so với bảng xếp hạng năm ngoái. Năm ngoái, Việt Nam xếp thứ 116 trên tổng số 178 nước được khảo sát. Trên thang điểm đánh giá từ 0, tức là mức tham nhũng ở mức độ cao, tới 10 điểm, tức là mức cực kỳ trong sạch, thì 2/3 các nước trong bảng xếp hạng có điểm số dưới 5. Dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm nay là New Zealand, đạt 9,5 điểm, theo sau là Phần Lan và Đan Mạch. Việt Nam được 2,9 điểm. Somalia và Bắc Triều Tiên nằm chót bảng. Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, thì làn sóng biểu tình khắp nơi trong năm nay chứng tỏ sự căm phẫn của quần chúng trước tình trạng tham nhũng trong chính trị và trong lĩnh vực công.
Bộ Tài chính Việt Nam vừa có chỉ thị yêu cầu doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm xăng dầu trong nước không được nâng giá trước thềm Tết âm lịch, đồng thời cũng đang tính tới việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, về lâu dài thì các công ty xăng dầu địa phương sẽ được phép quy định giá bán lẻ, nhưng ngay trong lúc này, Bộ vẫn sẽ kiểm soát giá cả trong nỗ lực kiềm chế lạm phát trong năm sau ở tỷ lệ 9% so với mức lạm phát 18,58% của năm nay. Hiện các doanh nghiệp nhập khẩu xăng được miễn thuế, nhưng Bộ dự định sẽ ban hành thuế nhập khẩu mặt hàng này và sẽ ra thông báo trong thời gian sớm. Nam Triều Tiên đang cần số lượng lớn lao động xuất khẩu từ Việt Nam, bất chấp một số các vấn đề về lao động hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Seoul, ông Trần Trọng Toàn cho biết, trong năm 2011, có khoảng 15.000 công nhân Việt Nam được đưa sang Nam Triều Tiên, chiếm 32% tổng số lao động xuất khẩu của cả nước. Và số lao động từ Việt Nam từng chiếm 1/3 trên tổng số lao động nhập khẩu vào Nam Triều Tiên. Giới hữu trách Việt Nam nói, đã có kế hoạch giảm bớt công nhân Việt Nam lưu lại Nam Triều Tiên bất hợp pháp sau khi thời hạn hợp đồng làm việc chấm dứt. Theo thống kê của Tòa đại sứ Việt Nam, hiện có hơn 116.000 người Việt sinh sống tại Nam Triều Tiên. Trong số này, có 66.000 công nhân xuất khẩu, 45.000 người kết hôn với người bản xứ và 5.000 du học sinh. Triều Tiên đang chuẩn bị tang lễ tiễn đưa nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il, trong lúc thế giới theo dõi xem có những dấu hiệu gì về những người trung gian quyền lực tương lai tại quốc gia khép kín có vũ khí hạt nhân này hay không. Cho tới giờ này, truyền thông của nhà nước Bình Nhưỡng chưa cho biết chi tiết của tang lễ được ấn định và những người nước ngoài đều không được phép đến dự. Nhưng theo các nhà phân tích thời cuộc, tang lễ sẽ giống như tang lễ của ông Kim Il-sung, chủ tịch sáng lập nước Cộng hòa Bắc Triều Tiên và thân phụ của ông Kim Jong-un. Trong đó sẽ nêu bật những dấu mốc đáng chú ý trong thời gian ông Kim Jong-un cầm quyền và để củng cố lòng trung thành cho người kế vị trong triều đại của ông. Truyền thông chính thức của nhà nước Bắc Triều Tiên tiếp tục tán dương uy tín của nhà lãnh đạo vừa lên nối ngôi Kim Jong-un hôm thứ Hai loan báo rằng ông Kim đã được bổ nhiệm vào địa vị chủ tịch Đảng Cộng sản. Trong khi đó, hai phái đoàn tư nhân của Nam Triều Tiên đã vượt qua ranh giới được canh chừng nghiêm ngặt vào Bắc Triều Tiên, tới viếng linh cữu nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il, qua đời ngày 17 tháng 12. Các phái đoàn do bà Lee Hee-ho, quả phụ của cố Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Tae-jung, là người từng họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-il năm 2000, và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hyundai, bà Han Ji-yong-un, quả phụ của một người từng có những liên hệ với Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên chỉ cho phép hai phái đoàn này đến phúng viếng chia buồn về cái chết của ông Kim. Hai phái đoàn sẽ không lưu lại để đưa tang. Bình Nhưỡng lên án Hán Thành ngăn cản những người Nam Triều Tiên khác băng qua biên giới để đến viếng tang lễ của ông Kim và cảnh báo rằng hành động này có thể gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai nước. Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án nhân vật bất đồng chính kiến Trần Tây 10 năm tù về tội xúi dục lật đổ chính phủ. Ông Trần Tây đã bị kết án trong một phiên tòa ngắn ngủi ngày 26 tháng 12 tại thành phố Quý Dương ở Tây Nam Trung Quốc. Ông vẫn giữ lập trường là ông vô tội nhưng sẽ không kháng án. Ông Trần Tây là một nhân vật tranh đấu kỳ cựu trong phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn. Các nhà hoạt động tin là bản án có liên hệ đến những bài tiểu luận mà nhà hoạt động dân chủ 57 tuổi này viết để cổ vũ cho cải tổ chính trị và cải thiện nhân quyền tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật Kojiro Gemba đã hội kiến với lãnh tụ dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi để đảm bảo với bà rằng Tokyo hoàn toàn ủng hộ đường lối mở rộng dân chủ trong việc quản lý quốc gia Đông Nam Á này. Các cuộc thảo luận đã diễn ra hôm 26 tháng 12 tại tư gia của bà Suu Kyi ở Rangoon. Sau đó, ông Gemba nói với báo chí rằng ông mong muốn bà Suu Kyi hồi nguyên giải Nobel Hòa Bình, cũng như giới lãnh đạo của chính phủ dân sự mới ở nước này, tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Nhật trong năm tới. Về phần bà Suu Kyi, một người đã bị quản thúc tại gia trong hầu hết thời gian 20 năm qua, bà đã lên tiếng cảm tạ sự hỗ trợ của Nhật Bản. Bà Aung San Suu Kyi đã chính thức đăng ký Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà trong tuần trước, dọn đường cho việc bà ra ứng cử vào Quốc hội. Nhật loan báo sẽ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí quân sự đã có từ nhiều thập niên nay.
Theo luật mới vừa được công bố ngày 27 tháng 12, các công ty quốc phòng của Nhật sẽ được phép hợp tác với các dự án phát triển vũ khí với những đối tác chiến lược và cung cấp trang thiết bị quân sự cho các sứ mạng nhân đạo trên thế giới. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản nói với báo chí rằng những thay đổi sẽ giúp hạ thấp giá triển khai vũ khí và giảm bớt ngân sách quân sự của Nhật. Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng lần đầu tiên năm 1987. Nguyên thủy, luật này cấm bán trang thiết bị vũ khí quân sự cho các nước cộng sản, những quốc gia can dự vào các vụ xung đột quốc tế hay những nước bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Ngày 27 tháng 12, Quốc hội Ấn Độ bắt đầu tranh luận về một dự luật chống tham nhũng, trong lúc nhà hoạt động tranh đấu kỳ cựu của Ấn là ông Anna Hazare bắt đầu một cuộc tuyệt thực mới để phản đối dự luật này. Ông Hazare bắt đầu 3 ngày tuyệt thực trước công chúng vào 27 tháng 12 và cảnh báo ông sẽ đến tận thủ đô New Delhi để phản đối nếu không thực hiện những thay đổi. Mặc dù bị nhiều đảng đối lập phản đối, chính phủ Ấn do Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhất quyết khẳng định là họ có đủ ủng hộ để thông qua dự luật trong phiên họp kéo dài 3 ngày của Hạ viện. Dự luật, nếu được thông qua, sẽ thiết lập một cơ quan giám sát để điều tra và truy tố các chính trị gia và các công chức bị tình nghi tham nhũng. Hoa Kỳ đang cứu xét xem có nên cho phép Tổng thống Yemen sắp rời nhiệm sở là ông Ali Abdullah Saleh tới Hoa Kỳ chữa trị những vết thương trong vụ tấn công vào dinh Tổng thống hồi tháng 6 hay không. Hôm 26 tháng 12, một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết mới đây văn phòng của ông Saleh đã yêu cầu cho ông đến Hoa Kỳ chữa trị các vết thương. Giới chức này cho hay lời yêu cầu chỉ được chấp thuận vì lý do sức khỏe mà thôi. Tuần trước, ông Saleh loan báo sẽ rời Yemen để làm lắng dịu bầu không khí trước ngày bầu cử tổng thống vào cuối tháng 2, chứ không vì lý do chữa trị. Nhà lãnh đạo có lập trường tranh chấp, tháng trước đã đồng ý chấm dứt 33 năm cầm quyền giữa lúc diễn ra các cuộc biểu tình bạo động ngoài đường phố đòi ông từ chức. Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Yemen mặc dù ông Saleh đã đồng ý từ bỏ quyền tổng thống. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.